Xin mến chào bà con nông dân đến với kênh Cuộc Sống Miền Quê. Thì đây là cái miếng lúa đại thô mình xả sau bị muỗi hành nhiều nè bà con. Thì cái miếng này mình xả bữa 13 tháng 11 âm lịch. Thì bữa nay là ngày 17, thì coi như là 16 đi, tháng thiếu 1 ngày ha. Thì coi như là lúa này đã được 93 ngày. Thì bà con thấy là cái bông nó cũng đã chín hết rồi bà con. Cái trà lúa này so với cái trà lúa mình xả trong cái tháng 10 á, cái trà lúa này nó sẽ chỗ sớm hơn, cho nên là nó chín sớm hơn mà con. Thế còn có mấy cái hột xanh trong cậy ha. Thì được bữa nay 93 ngày. Thì đến cái ngày này do mình cắt sấy cho nên là ngày 21 tháng 2 mình thu hoạch luôn mà con. Coi như là còn 4 bữa nữa mình thu hoạch thì cái lúa này chắc nó cũng chưa chín lắm. Nhưng mà do mà mình cắt sớm để mưa gió. Hôm qua mới có đám mưa rất là to. Là sợ nó sập rồi con. Thì cho đến nay thì nó cũng đã chín mà nó chưa, cái lá nó cũng còn xanh ha. Cũng chưa đến nỗi mà bị sập. Thì hôm nay mình đi thăm coi nó có sập không. Hôm qua thì bị một cái đám mưa rất là to. Cho nên là mình đi thăm thử xem. Cái này 4 ngày nữa thì nó cũng còn chưa mấy chín hung bà con. Nhưng mình cũng thu hoạch luôn. Thì đến cái bữa thu hoạch thì mình quay cái miếng này cho bà con xem ha. Coi coi nó như thế nào, cái năng sức cái lúa mình bị muỗi hành. Thì cái trà lúa này thì so với cái trà lúa trước thì bông nó vắng hơn bà con. Không có bằng ha. Mình thấy nguyên miếng đất thì bà con thấy là nó cũng không có đạt. Nhưng mà hy vọng cũng được một tấn mà thôi. Hy vọng mình được một tấn ha. Thì giá lúa cái này nó cũng tăng cao được 6.000 mốt rồi. Nhưng mà mình đã quyết định mình sấy dừa thì mình sấy luôn cái miếng này ha bà con. Thì quay cho bà con xem ha. Thì đến cái bữa mình thu hoạch thì mình cũng quay để báo năng suất cho bà con xem coi cái trà lúa này nó được năng suất bao nhiêu ha. À, xin mến chào bà con và hẹn bà con gặp lại ở video sau.